Hello, xin chào tất cả các tình yêu. Mình tự thiệu mình tên là Nguyễn Thị Mỹ và mình đến lớp 1 Happy của Đại học EDX. Hôm nay, sau bao nhiêu ngày thì chúng ta đã cùng quay trở lại cái môn học có tên là Cảm xúc và ứng xử. Tên là như vậy, vậy thì cái chủ đề chính của hôm nay chúng ta bàn bạc đó là chủ đề về gì ạ? Cái quy luật để chúng ta tạo ra cảm xúc gồm có những quy luật gì, cái cơ chế của hoạt động ra sao và làm thế nào để chúng ta có thể là gì ạ, tạo ra quy luật đó cho chính bản thân của mình và thành lập nó và gì ạ, hành động theo nó một cách gì ạ, để chúng ta còn là một người gì ạ, control cảm xúc và quản lý được cảm xúc. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến những cái quy luật để tạo ra cảm xúc đầu tiên. Ok, và đầu tiên mình với bản thân của mình ấy thì mình chỉ có 3 quy luật thôi. Thứ nhất, đó là gì ạ? Cái quy luật cảm xúc về mua và bán. Thì tại sao mình lại nói là mua là bán? Liệu cái cảm xúc này nó có phải là một mô hình để chúng ta kinh doanh không? Liệu người ta có mua được của chúng ta cảm xúc không? Hay là mình có mua được của người ta cảm xúc không? Chúng ta có dùng tiền để mua được không? Có. Chúng ta có dùng tình cảm để mua được không? Có. Chúng ta có dùng gì ạ? Mối quan hệ để mua được không? Có. Và tại sao tôi lại nói như vậy? Ví dụ cụ thể thôi là trong chúng ta là những người trẻ tuổi. Đấy, những cái thế hệ trẻ thì hiện đang là gì ạ? Các bạn đang dùng những số tiền của mình liên quan đến xem phim, chi tiêu cho việc xem phim, việc gì ạ, trà sữa, việc gì ạ, mua sắm shopping. Và đặc biệt với phụ nữ và con gái, bởi vì mình cũng là con gái, thì mình nói phần lớn những cái bạn gái mà hiện nay đang bị mua chuộc hay là mua bán cảm xúc ý, thì thường thường các bạn ấy sẽ liên quan đến gì ạ, tình yêu, đến gì ạ, đến shopping, đến những cái đam mê khác, đến những cái gì của con gái. Đấy, đây là một cái ví dụ rất cụ thể, có nghĩa là gì ạ? Khi mà người ta buồn thì người ta sẽ dùng tiền của mình hay dùng tiền của người khác để chúng ta mua những cái đó để chúng ta gì ạ? Mưu cầu lại hạnh phúc cho bản thân chúng ta. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là chúng ta có tiền, hay thực ra là không có tiền đi, sẽ dùng những cái khác về tinh thần chẳng hạn. Chúng ta sẽ là gì ạ? Chúng sẽ ra nói chuyện với các bạn khác này, chúng ta gì ạ? Mong cầu họ, mong muốn họ gì ạ? Sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ chia sẻ với chúng ta. Đấy, thì mình gọi nó cũng là một sự trao đổi cảm xúc. Còn cái mua cái bán ấy thì nó cũng giống như việc mình ạ, giống như mà mình đi mua cho người ta, mình mua vé xem phim này, mua vé shopping này, thì mình sẽ cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là happy, rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Đấy, thế thì những bác bạn của người ta là bán cảm xúc thì sao? Bán cảm xúc có nghĩa là người ta sẽ nghĩ ra những cái ý tưởng liên quan đến gì ạ, đánh thẳng vào cái tâm lý của những cái thế hệ cụ thể. Ví dụ những cái bộ phim như là liên quan đến em chưa 18, hay là em chưa đến tuổi, hay là liên quan đến yêu đương chẳng hạn, thì người ta sẽ đánh vào chủ đề gì ạ? Người ta sẽ bán cảm xúc cho những người cần từ độ tuổi từ 18, từ nhỏ hơn 18 đến gì ạ, 25-30 tuổi. Đấy là những người mà đối tượng chủ yếu người ta có thể bán được cảm xúc trong cái lĩnh vực bộ phim đó. Trà sữa cũng vậy, hay gì ạ, shopping cũng vậy, người ta có rất là nhiều đối tượng để người ta bán cảm xúc ra. Và mình là gì? Mình là người đi mua cảm xúc, mình là người đi mua những cái đó để mình tự tạo ra cảm xúc cho riêng bản thân của mình. Có rất là nhiều bạn thì cảm thấy buồn, cảm thấy chán, thì đó là gì? Chúng ta cái việc những cái bạn nữ hiện nay thì thường thường sẽ là gì ạ? Vật chất cộng vật chất thì tạo tinh thần. Có nghĩa là chúng ta có càng nhiều vật chất thì chúng ta càng tạo nhiều cho chúng ta cảm giác vui tươi, những cảm giác mà chúng ta đạt được, những cảm giác mà chúng ta cảm thấy thỏa mãn. Tiếp theo đó là vật chất cũng tinh thần, là gì ạ? Chúng ta sẽ đi mua vé xem phim này, là chúng ta lại đi cùng người mình yêu nữa, thì mình nghĩ đó là cái vật chất cũng tinh thần thì tạo tinh thần cực kỳ lớn, và mình nghĩ là gấp đôi so với vật chất, đúng không ạ? Có thể là gấp đôi, và đối với bản thân cá nhân của mình thì mình cảm thấy là vật chất cũng vật chất thì tạo tinh thần rất nhiều hơn cả ba cái này. Cái thứ ba cuối cùng đó là gì ạ? Tinh thần cộng tinh thần thì ra tinh thần, và cái cấp số nhân của nó cực kỳ lớn. Tinh thần cộng tinh thần ở đây đó là chính là việc chúng ta trao đổi cho nhau những cái giá trị này, chúng ta trò chuyện với nhau này, chúng ta giao lưu với nhau này, cho nhau những cái cảm xúc happy. Thì mình nghĩ là cái việc tinh thần tạo tinh thần, chúng ta vui, chúng ta cho người khác nữa, chúng ta vui, chúng ta gì ạ, cho người khác xem những cái vui chúng ta, để người khác vui cùng chúng ta, thì đó là tinh thần cộng tinh thần thì ra tinh thần. Ba cái này trong cuộc sống nhiều không ạ? Rất là nhiều. Đấy, thế thì chúng ta phải làm thế nào đây? Thì đây là một cái quy luật để chúng ta tạo cảm xúc, và điều này là mình nghĩ là điều phải có, hay là khác là điều mà chúng ta đang thường ngày cập nhật của nó. Và chúng ta bị người nó bị khác ấy, là những cái bạn nào mà không thể control được chính bản thân của mình, hay nói khác là không thể control được cái chính cái cảm xúc của mình, thì các bạn đang lệ thuộc vào ba cái điều đó. Thứ hai là trạng thái cảm xúc cân bằng. Đấy, có nghĩa là gì? Quy luật chúng ta cảm xúc ở đây là quy luật chúng ta tạo ra cảm xúc cân bằng. Mà cái này thì mình chỉ là nói thêm thôi. Đấy, thì các bạn hiểu như nào là cái quy luật để tạo ra cái gì ạ? Cảm xúc cân bằng. Đấy, có rất nhiều bạn hỏi là
liệu cái này có giống trung dung hay không, liệu cái này có giống có gì khác và có gì giống với sự trung dung mà mình đã nói những cái buổi học trước. Ok, khi mà chúng ta nói về quá trình, cái trạng thái để chúng ta cảm xúc, cái trạng thái cảm xúc chúng ta được cân bằng ấy, đó là việc chúng ta không thiên về bên nào hết. Đấy. Thế về cái phần định nghĩa nhá, thì mình nghĩ là có một nét thật gần giống với việc trung dung. Đấy, gần giống với trung dung đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ có một bên, ví dụ một bên là một bên tích cực, một bên tiêu cực đi, một bên gì ạ? Vui, một bên buồn đi. Đấy, thì cái việc chúng ta cần chặn cân bằng được cái cảm xúc của chúng ta đó là việc chúng ta gì ạ? Không để bên tiêu cực, không để bên buồn là quá so với bên tích cực và bên vui. Đó, có nghĩa cái hai cái điều này như một cái bàn cân vậy. Đấy, cân bằng mà, thì cái nếu cái điều này mà lên hay là cái điều này mà lên thì cái việc đó thì không được gọi là trạng thái cảm xúc cân bằng. Đơn giản là như vậy đó, chúng ta lấy cái có để nói những cái không có. Vậy thì là gì ạ? Hai bên bằng nhau, khi mà hai bên bằng nhau, khi mà trạng thái cảm xúc thì vui và buồn nó bằng nhau ấy, chúng ta có thể control nó, chúng ta có thể cả kiểm soát được nó, thì lúc đó chúng ta đã diễn đạt đến trình độ là trạng thái cảm xúc cân bằng. Và mình nghĩ điều này là cần có trong cuộc sống này, bởi vì là có nhiều người ta không thể control được, không thể kiểm soát được cảm xúc của họ, dẫn đến là gì ạ? Vui hay buồn họ đều không kiểm soát được bản thân của mình và gây ra những cái hành động không đáng có. Vui thì không nói rồi, bởi vì vui thì nó có thể có những cái hành động tốt, có thể có những hành xấu, những cái điều hành động xấu của nó không quá là ghê gớm. Nhưng cái điều buồn đó, nếu chúng ta không thể control được cái điều chúng ta cảm thấy là buồn bã, nó cảm thấy là cuộc sống này là vô vị hay là nhạt nhẽo, thì mình nghĩ là những cái điều đó sẽ gây ra một cái hậu quả cực kỳ lớn lao. Ok, và cuối cùng và đi tiếp đến cái quy luật thứ hai, đó là quy luật về nhân quả. Quy luật về nhân quả nhá. Quy luật về nhân quả như thế này. Thì như cái buổi học về tâm lý học này hay là nghiên cứu con người chẳng hạn đi, mình đã nói rất rõ về gì ạ? Mỗi cá thể của chúng ta, mỗi suy nghĩ này, mỗi chuyển động này, mỗi lời nói này, mỗi cái hành vi chúng ta phát ra đều có liên quan trực tiếp đến cái vũ trụ này. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta là một cá thể nhưng chúng ta liên kết với nhau tạo thành một cái mạng lưới, nó liên kết dày đặc với cái vũ trụ này, và chúng ta nếu chúng ta chuyển động, chúng ta nói này, suy nghĩ, chúng ta hành động, nó đều có liên quan đến cái vũ trụ, về cái trái đất sinh nghiệp này. Vậy thì cái quy luật nhân quả là gì ạ? Theo như nhà Phật nói thì chúng ta sẽ gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Đấy, chúng ta cứ gieo mà chúng ta không nhìn lại bản thân của mình thì chúng ta sẽ gặp đúng những cái kết quả chúng ta nhận được, có thể là hơn. Có nghĩa là cái quy luật nhân quả là chúng ta sẽ gì ạ? Gieo cảm xúc tích cực thì nhận được ít nhất là chúng ta nhận được cảm giác an lạc cho bản thân chúng ta, là cảm giác tích cực, đúng không ạ? Cảm giác tích cực khi mà chúng ta làm một gì đó mà chúng ta cảm thấy là chúng ta làm việc mình có ý nghĩa này, chúng ta làm việc giúp đỡ người nghèo, chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ, những người khó khăn trong cuộc sống này, thì kể cả chúng ta không được người ta báo đáp lại thì chúng ta vẫn có gì ạ? Cảm giác an lạc ở bên trong chúng ta, đúng không ạ? Bản thân của mình cũng vậy thôi. Mình có nhớ một cái kỷ niệm, đó là khi ngày xưa mình đang đi học thì mình gặp một cái cụ, mà thì thực ra thì cụ ấy là cũng già rồi, và mình cảm thấy là thực ra mình không quan tâm lắm đâu, mình không quan tâm lắm, nhưng mà đến khi mà cái cụ ấy không thể qua đường được, không thể tự một mình đi qua, bởi vì các bạn biết mà Việt Nam mình chứ không có quy luật là nhường đường, hay là ở đây không có đèn đỏ nhá, đèn đỏ thì mình không nói, kể cả đèn đỏ thì có những nhiều người vẫn vượt thôi, đúng không ạ? Vượt đèn đỏ thì bình thường. Thế thì cái cụ bà đấy thì cụ ấy không thể đi qua được cái đèn đỏ đó. Không, xin lỗi các bạn, là cái cụ nó không thể đi qua được con đường đó. Và mình đã chạy cái lòng, gọi là cái lòng thánh thiện của mình, cái lòng nhân thiện, nhân từ của mình, là cái trong tâm của mình khởi phát lên những cái điều tích cực, đó là gì ạ? Mình sẽ xuống xe, thà mình không đi, thà mình chậm một chút, thà mình sau các bạn một chút cũng được, nhưng mà mình xuống xe, mình giúp cụ qua đường để gì ạ? Cụ tránh được những cái tai hại, những cái khó khăn, những cái điểm bất chợt trong cuộc sống này. Điều gọi là mình gọi là cái điều gọi là hơi bùng chút, là nhỡ may cụ bị đâm thì cũng buồn, đúng không ạ? Vậy là mình đã suy nghĩ là mình xuống xe và mình dắt cụ qua đường, một cảm giác an toàn, thì sau đó thì mình mới quay lại mình đi tiếp. Ok, và cái điều đó chúng ta làm, nhưng chúng ta kể cả chúng ta không được người ta báo đáp, bởi vì khi mình làm xong mình sẽ không hề yêu cầu người ta cháu giúp bà qua đường đấy thì bà có thể mua cháu cái cốc trà sữa hay là cốc cháo hay là cốc chè được không, không có câu chuyện đó. Đấy, mình không yêu cầu về tiền, mình cũng không yêu cầu về sự được báo đáp, nhưng ít nhất chúng ta khi mà chúng ta gieo được cái cảm xúc tích cực ấy, và một cái điều một chút là khi mình giúp đỡ bà xong thì mình đã cười với bà một cái. Đấy, mình cảm thấy là mình rất là vui. Và khi mà chúng ta gieo được cái cảm xúc tích cực ấy rồi, kể cả chúng ta không được báo đáp lại nhá, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được cái cảm giác gì ạ? Cảm giác an lạc trong chúng ta, cảm giác mà chúng ta cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là thanh thản, cảm thấy rất là một người ok. Mình là một người cũng khá là ok, đúng không? Mình nhận được cái cảm giác đó, kể cả khi mình không được người ta báo đáp lại, thì mình nghĩ là đó là quy luật nhân quả đó. Mình không tin quá vào cái quy luật này, bởi vì mình chưa được chứng kiến nhiều, mình cũng chưa trải nghiệm nhiều, bản thân của mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Thì mình nghĩ là
cái việc mà chúng ta sẽ cảm xúc tích cực ra ấy, thì chúng ta có được rất là nhiều lợi ích, và ít nhất là bản thân chúng ta sẽ cảm thấy là gì ạ, chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc tích cực. Và các bạn nên nhớ rằng là cảm xúc tích cực là cảm giác mà chúng ta cảm thấy có nhiều năng lượng trong cuộc sống này, và chỉ trong cuộc sống này chỉ cần chúng ta tích cực thôi, chỉ cần bản thân chúng ta tích cực thôi thì sẽ làm được rất là nhiều việc, từ việc nhỏ đến việc lớn. Đấy. Và tích cực cộng niềm tin thì ra gì ạ, là mình thì mình nghĩ là như vậy. Ok, cuối cùng cái quy luật để chúng ta cảm xúc, cái quy luật để chúng ta control cảm xúc ấy, đó là gì ạ, mình sẽ có 4 cái sau đây. Nếu như bạn nào có thể làm tốt được 4 cái này rồi thì mình nghĩ là bạn đó đã có thể trở thành một người quản lý tốt, control tốt được cái cảm xúc của mình. Đầu tiên đó gì ạ, trong một cuộc sống này thì mình nghĩ là ngoài những người mà gì ạ, người ta thờ ơ cuộc sống này, người ta ngoài những người thờ ơ đấy cuộc sống này nhá, người ta cũng đều có những cái mục đích sống rõ ràng của người ta, đó là việc gì ạ, người ta cứ ngồi đấy, người ta ăn nó ngủ, người ta sống cuộc đời này, đấy là cái nhu, đấy là cái việc người ta phải làm, đúng không ạ? Thì việc nhu cầu người ta là gì, thì mình nghĩ cái việc đầu tiên đó là việc chúng ta phải nhu cầu. Và kể cả những người gì ạ, những người ăn không ngồi rồi, những người lười biếng nhất cái xã hội này, người ta đều có những cái nhu cầu ăn uống. Thì bản thân chúng ta gì ạ, có nhiều nhu cầu hơn, nhu cầu về tiền bạc, nhu cầu về dạng, nhu cầu về tình dục, nhu cầu về những cái mối quan hệ. Đấy. Thì chúng ta có nhiều những cái nhu cầu hơn, thì cái việc đầu tiên khi mà khởi phát cảm xúc đó là gì ạ, chúng ta phải có nhu cầu. Nhu cầu rồi sẽ dẫn đến gì, khi ta muốn thì làm gì, chúng ta sẽ làm đạt được nó, đúng không ạ? Những cái người muốn ăn uống kia thì nó phải gì, người ta phải hành động là người ta kể cả người ta không nấu ăn thì người ta phải xin mẹ tiền, hay người ta phải gì ạ, người ta phải cầu xin là mẹ nấu cho con, hay là người bạn nấu cho tớ đấy, cho mình ăn cùng với, người ta phải hành động chứ, đúng không ạ? Không ai có chuyện là người ngồi đấy mà người ta hầu hạ được, đúng không? Kể cả hầu hạ thì cũng phải nói với người ta một tiếng, đó là gì ạ, lấy tôi cốc nước, đúng không? Còn với những bản thân, những ai mà có trí trong cuộc sống này thì mình nghĩ rằng cái việc hành động của người ta là khi người ta có nhu cầu thì cũng giống như cái người kia thôi, chẳng chỉ khác là cái mục đích sống của họ cao cả hơn, ý nghĩa hơn và gì nữa, có ích với cái xã hội này hơn. Ok, và khi mà ta hành động rồi thì chúng ta sẽ có hai trường hợp, đó là gì ạ, đạt được và không đạt được. Đấy, thì chỉ mình nói là cái cảm xúc ở đây, khi mình có nhu cầu này, hành động này thì chúng ta sẽ đạt được một cái phần nào đó, kể cả không đạt được hết, chúng ta chỉ cần niệm cái suy nghĩ này, nó hành động thôi là chúng ta có thể đạt được một cái nào đó rồi, một cái việc gì đó rồi. Thì nhu cầu, hành động dẫn đến sẽ đạt được. Và cuối cùng là gì ạ, khi đạt được rồi thì quan trọng là chúng ta phải cân bằng được nó. Có rất nhiều người giàu, có rất nhiều người trẻ, khi mà người ta làm được tiền, khi người ta có nhu cầu này, khi người ta hành động này, khi người ta đạt được rồi, người ta sẽ làm gì ạ, người ta sẽ không biết cách cân bằng đâu. Có rất là nhiều người như vậy, người ta càng tham. Mình không nói cái đấy xấu, nhưng mà bây giờ chúng ta phải cân bằng được con trời của chúng ta. Nếu như người ấy tham quá thì người ta sẽ, trong những cái trường hợp cụ thể, người ta sẽ có những quyết định sai lầm đấy, về trong kinh doanh làm ăn. Còn khi mà người ta gì ạ, cầu toàn quá, người ta sẽ có cuộc sống là hơi bình dị, cuộc sống không có mục đích, có ý nghĩa, thì đó cũng là điều xấu. Và quan trọng nhất là điều này phải để cân bằng cảm xúc, có nghĩa là gì, khi đạt được rồi, khi mà đạt được rồi ấy, phải xem là cái việc này, cái việc này có tốt hay không, cái việc này có tốt cho mình hay nữa hay không, có khiến mình trong tương lai tốt hơn nữa không. Đấy, chúng ta phải suy nghĩ một cách giả, chúng ta nghĩ rằng cái việc này với mình nó có ảnh hưởng gì không, nó có ảnh hưởng đến mình gì không, và nếu như ảnh hưởng ra phải cân bằng lại. Đấy, chúng ta phải chung dung lại, phải tỉnh táo lại. Ok, và cuối cùng sau khi tối kiến thức ấy rồi, chúng ta sẽ quay ngược lại cái nhu cầu và hành động đạt được và cân bằng. Cứ nhu cầu đạt được, hành động cân bằng, nhu cầu hành động đạt được và cân bằng. Đấy, cân bằng như vậy thì sẽ có được tạo ra rất là nhiều cảm xúc khác nhau, rất là nhiều việc khác nhau, và cảm xúc liên quan đến công việc mà mình nghĩ là cảm xúc là liên quan là một phần cực kỳ phải có trong cuộc sống này. Ok, đấy, thì đấy là tất cả những cái gì mà mình được học trong buổi thứ 6 của môn cảm xúc ứng xử. Mình cảm thấy là cái môn này nó cực kỳ là hay đấy, bởi vì là mình được học cách làm chúng ta tạo ra cảm xúc này, chúng ta control cảm xúc này, chúng ta đặt cho cảm xúc của mình có ý nghĩa này, đặt cho cái hành động của mình có ý nghĩa, thì lúc đó mình sẽ hiểu được là mình sống trên đời này để làm gì, và mình cần phải làm gì, mình control mình có những cái mục đích gì, mình phải cảm xúc kiểm soát của mình, và nghĩ thôi là mình sẽ đồng cảm với người ta hơn, đồng cảm với bạn bè, đồng cảm với bố mẹ và ông bà ta, chúng ta sẽ có cách giao tiếp hay cách cư xử đó tốt hơn rất là nhiều. Ok, và rất là cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Hãy nhớ là gì ạ, like và subscribe cho kênh của mình nhé. Và rất là mong muốn sẽ gặp các bạn trong video sau và một ngày mới nhất. Ok, goodbye, see you.